quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Tối ngày 6 tháng 8 theo giờ Việt Nam, báo chí Mỹ và các hãng tin quốc tế cho biết bà Harris đã chọn thống đốc bang Minnesota Tim Walz làm người tranh cử đồng hành. Câu hỏi được đặt ra, điều gì đặc biệt về giới chức ít được biết đến này khiến bà Harris tin tưởng lựa chọn đồng hành? Trong nhiệm kỳ thống đốc tiểu bang kể từ năm 2019, Minnesota đã thông qua một số luật tiến bộ. Theo một cuộc thăm dò được thực hiện vào đầu năm nay, tỷ lệ ủng hộ của ông Walz tại Minnesota là 55%. Kể từ khi Đảng Dân Chủ Minnesota đạt được 3 quyền lập pháp trong cuộc bầu cử năm 2022, Thống đốc Walz đã tận dụng vị thế để thúc đẩy một loạt các chính sách tiến bộ, bao gồm dự luật bảo vệ quyền phá thai, mở rộng kiểm tra lý lịch đối với những người có khả năng sở hữu súng và hợp pháp hóa cần sa giải trí. Phó tướng của bà Harris cho biết, hiện tại, Minnesota đang cho cả nước Mỹ thấy rằng bạn không thắng cử để tích trữ vốn chính trị mà là cải thiện đời sống người dân. Triết lý đó khiến ông được những người theo chủ nghĩa tiến bộ yêu mến và ủng hộ khi cuộc đua chọn ứng viên phó tổng thống đồng hành cùng bà Harris diễn ra căng thẳng trong 2 tuần qua. Mặt khác, với tư cách là phó tướng của bà Harris, thống đốc Walz sẽ cần quảng bá hình tượng của ông rộng rãi hơn. Một cuộc thăm dò gần đây của ABC News Ipsos cho thấy chỉ có 13% người Mỹ biết về ông Walz đủ để có thể đưa ra nhận xét. Một ứng cử viên khác trong cuộc tìm kiếm người đồng hành tranh cử của bà Harris là ông Josh Shapiro, thống đốc bang Pennsylvania, một tiểu bang chiến trường quan trọng. Được biết, ông Joe Biden đã giành chiến thắng tại Pennsylvania chỉ với 1 điểm vào năm 2020. Song Đảng Dân Chủ vẫn tin tưởng rằng thành tích của ứng viên Walz sẽ góp phần thuyết phục được cử tri trên khắp cả nước. Năm 2023, thống đốc bang Minnesota đã ký một dự luật cung cấp bữa sáng và bữa trưa miễn phí cho tất cả học sinh theo học tại các trường công lập và trường bán công tại bang này. Theo Minnesota Reformer, chương trình này cho phép học sinh có một bữa sáng và bữa trưa miễn phí mỗi ngày, bất kể thu nhập ở mức nào. Trong vài tháng đầu có hiệu lực, tiểu bang đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về số lượng bữa ăn được yêu cầu. Khi tranh cử vào Quốc hội năm 2010, ông Walz đã nhận được xếp hạng A từ Hiệp hội Súng trường Quốc gia. Vào thời điểm đó, nhóm đã trích dẫn sự ủng hộ của ông đối với luật cho phép mọi người mang súng trong các công viên quốc gia. Nhưng kể từ đó, ông Walz cũng lên tiếng ủng hộ các biện pháp kiểm soát súng. Năm ngoái, ông đã phê duyệt một biện pháp ban hành luật tịch thu súng của những đối tượng bị coi là mối nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác. Ông cũng mở rộng việc kiểm tra lý lịch đối với những người mua súng, bao gồm các giao dịch riêng tư. Sau khi Tòa án Tối cao Mỹ lật ngược phán quyết Roe v. Wade, một quyết định năm 1973 mang tính bước ngoặt của Tòa án Tối cao, trong đó Tòa án phán quyết rằng Hiến pháp Mỹ bảo vệ quyền tự do của một phụ nữ mang thai được chọn phá thai mà không bị chính phủ hạn chế quá đáng. Ông Walz là thống đốc đầu tiên đưa ra biện pháp bảo vệ quyền phá thai vào luật của tiểu bang. Ông cũng triển khai bước đi hành pháp để bảo vệ quyền bình đẳng giới tại tiểu bang và ban hành chế độ nghỉ phép gia đình, có lương, được hỗ trợ bởi thuế tiền lương 0,7% đối với người sử dụng lao động. Ông đã phê duyệt luật cam kết bang Minnesota đặt mục tiêu tạo ra toàn bộ năng lượng từ các nguồn không phát thải carbon vào năm 2040. Năm 2023, ông đã ký dự luật giúp những người bị kết án nặng có cơ hội tham gia bỏ phiếu bầu cử hơn tại bang. Vị thống đốc cũng ban hành luật cho phép những công dân của bang từ 16 và 17 tuổi có thể đăng ký trước để bỏ phiếu và người dân nói chung có thể đăng ký để tự động nhận được lá phiếu gửi qua thư. Dù vậy, ông cũng không tránh được một số chỉ trích trong suốt thời gian tại nhiệm. Một cuộc kiểm toán của tiểu bang đối với cơ quan giáo dục đã phát hiện cơ quan này không hành động theo các dấu hiệu cảnh báo, có thể ngăn chặn được một vụ gian lận phi lợi nhuận khổng lồ trị giá 250 triệu đô la Mỹ liên quan đến các quỹ đại dịch. Truyền thông Mỹ vừa đưa tin, Phó Tổng thống Kamala Harris đã chọn liên danh tranh cử với Thống đốc bang Minnesota Tim Walz trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay. Theo CNN, ông Tim Walz, 60 tuổi, từng là giáo viên và đang trong nhiệm kỳ Thống đốc bang Minnesota thứ hai. Ông hiện cũng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội các Thống đốc thuộc Đảng Dân Chủ. Trước khi nhậm chức ở Minnesota, ông Walz từng có 12 năm làm việc tại Quốc hội, đại diện cho một quận nông thôn có khuynh hướng bảo thủ, hầu như nằm dưới sự kiểm soát của phe Cộng hòa trước và sau nhiệm kỳ của ông. Quyết định lựa chọn phó tướng của bà Harris được thông báo một ngày sau khi bà trở thành ứng viên tổng thống đại diện cho Đảng Dân Chủ, đấu chung kết vào Nhà Trắng với ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump, nhờ giành được 99% số phiếu ủng hộ của các đại biểu dự Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Bà Harris, nữ chính khách da màu đầu tiên trở thành ứng viên tổng thống của một chính đảng lớn tại xứ sở cờ hoa, sẽ chính thức chấp nhận đề cử tại Đại hội Đảng Dân Chủ ở Chicago vào cuối tháng này. Bà và Phó tướng Tim Walz dự kiến đều sẽ có bài phát biểu tại sự kiện. Theo báo The Guardian, bà Harris sẽ giới thiệu thống đốc bang Minnesota là bạn liên danh tranh cử tại một buổi meeting ở Philadelphia, bang Pennsylvania vào cuối ngày 6 tháng 8 theo giờ địa phương.
Hai người sau đó sẽ có chuyến đi vận động tranh cử nhiều ngày tại các bang chiến địa Wisconsin, Michigan, Bắc Carolina, Georgia, Arizona và Nevada. Giới quan sát nhận định, bằng việc lựa chọn ông Tim Walz, một cựu chiến binh ủng hộ công đoàn, người đã giúp ban hành chương trình nghị sự đầy tham vọng của Đảng Dân Chủ ở bang Minnesota làm phó tướng, bà Harris hy vọng sẽ củng cố vị thế của mình trên khắp vùng Trung Tây, một khu vực quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Sau khi tiếp quản chiến dịch tranh cử từ Tổng thống Joe Biden vào tháng trước, bà Harris có rất ít thời gian xuất hiện trên đường đua vào Nhà Trắng. Tuy vậy, điều này không hẳn là một bất lợi đối với Phó Tổng thống. Một số nhà phân tích nhận định rằng sự tham gia muộn màng của Phó Tổng thống có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng thắng cử của bà vào tháng 11, do bà Harris sẽ không đủ thời gian để tự định nghĩa bản thân trước cử tri và kêu gọi đầu tư từ các nhà tài trợ. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến trái chiều. Bà Allison Dennis, giáo sư nghiên cứu khoa học chính trị tại Đại học Shippenburg, chia sẻ với Business Insider rằng trong khoảng thời gian 3 tháng còn lại, chiến dịch tranh cử của bà Harris khó có thể tạo ra một bước đột phá, song việc duy trì sức nóng hiện tại không phải là vấn đề khó khăn đối với đội ngũ tranh cử của bà Harris. Các đảng viên Đảng Dân Chủ có thể thở phào nhẹ nhõm khi ứng cử viên Kamala Harris tỏa sáng với hàng loạt kỷ lục gây quỹ khi Tổng thống Biden quyết định rút lui. Những đồn đoán xung quanh cái tên sẽ được bà Harris lựa chọn làm phó tướng cũng sẽ giúp cho Phó Tổng thống thu hút thêm nhiều sự chú ý từ công chúng. Bà Dennis nhận định, Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ vào cuối tháng này sẽ chào đón sự trở lại của Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Barack Obama. Hai nhân vật chính trị này dự kiến sẽ có bài phát biểu ủng hộ bà Harris ra tranh cử với tư cách ứng viên đại diện đảng này. Bà Harris mở rộng ảnh hưởng trong lớp cử tri trẻ. Giám đốc điều hành của một công ty tư vấn chính trị kỹ thuật số đã quản lý hơn 140 chiến dịch tranh cử trên toàn thế giới, Espora, cho biết lớp cử tri thế hệ trẻ có xu hướng nghiêng về phía bà Harris trong cuộc thăm dò xã hội. Sự ủng hộ từ nhóm nhân khẩu học trẻ tuổi là đặc biệt quan trọng đối với những tháng tới. Ông nói, ông Trump vốn không coi trọng và cũng không được lòng cử tri trẻ sau những tuyên bố ủng hộ các khu vực tôn giáo đi chệch đáng kể so với quan điểm chính trị của họ. Ngược lại, phương pháp tiếp cận cởi mở trên nhiều nền tảng xã hội sẽ giúp bà Harris thu hút một lượng lớn phiếu bầu từ nhóm này vào tháng 11 tới. Cuối tháng 7 vừa qua, bà Harris đã đăng tải video đầu tiên trên mạng xã hội TikTok cá nhân kèm theo dòng chú thích, tôi nghĩ đã đến lúc tham gia rồi. Video đầu tiên của bà trên nền tảng này đã đạt 4,2 triệu lượt xem, 1,1 triệu lượt yêu thích và gần 68.000 lượt bình luận. Không chỉ vậy, tài khoản TikTok này còn thu về 1,2 triệu lượt theo dõi trong chưa đầy 24 giờ. Giới quan sát đánh giá, TikTok vẫn là một nền tảng tiềm năng với 170 triệu người dùng tại Mỹ. Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu PEVKF, có trụ sở tại thủ đô Mỹ, Washington, 1/3 người trưởng thành dưới 30 tuổi tại nước này tiếp cận thông tin từ TikTok mỗi ngày. Trong khi đó, ông Trump chỉ chủ yếu hoạt động trên mạng xã hội của riêng mình có tên True Social. Dự án truyền thông trên các nền tảng xã hội của ông Donald Trump đang mất đi nhiều lượt theo dõi mỗi tháng, gây tổn hại đến lợi nhuận của các công ty mà cựu tổng thống đang nắm giữ. Tờ The Guardian đã dẫn lời nhà phân tích truyền thông Howard Poskin cho biết rằng True Social chỉ có 2,11 triệu người dùng duy nhất vào tháng 6, giảm 38% so với một năm trước. Giám đốc điều hành của Espora lưu ý rằng nhóm cử tri trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 34 chiếm khoảng 1/5 dân số cả nước, tương đương với 52,8 triệu người. Kể từ năm 2016, các cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể số lượng người trẻ đi bỏ phiếu. Giám đốc điều hành của Espora ước tính khoảng 57% nhóm cử tri này sẽ tham gia bầu cử vào tháng 11 tới và những lá phiếu của họ có nhiều khả năng sẽ thuộc về Đảng Dân Chủ. Đường đua ngắn hạn là lợi thế lớn. Theo chuyên gia Darkness, nếu bà Harris thực hiện một chiến dịch dài hơn thì việc duy trì sự ủng hộ những cử tri trẻ tuổi sẽ là một gánh nặng đối với chiến dịch của bà do đặc tính hay dao động của nhóm này. Hồi năm 2016, ứng cử viên Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ đã kết hợp hoạt động tranh cử với trò chơi tương tác ảo nổi như cồn khi ấy là Pokemon Go nhằm tìm kiếm phiếu bầu từ cử tri trẻ. Tuy nhiên, sự kết hợp này không mang lại hiệu quả như ý và người chiến thắng cùng năm đó lại đến từ đảng đối lập ông Donald Trump. Năm nay, ông Trump tiếp tục tranh cử với một nữ ứng viên khác của Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của bà Harris không phải là một tin mừng đối với ông chủ cũ của Nhà Trắng. Ông Trump đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đối đầu với ông Biden trong nhiều tháng, đồng thời xây dựng hàng loạt các kế hoạch tấn công nhằm đánh trúng điểm yếu của Tổng thống đương nhiệm. Theo ông Darkness, việc thay đổi ứng viên tranh cử khiến các kế hoạch của ứng viên đại diện Đảng Cộng Hòa đổ bể. Cựu Tổng thống đã và đang phải thử nhiều chiêu bài truyền thông mới, nhiều trong số đó đã phản tác dụng. Trong quá trình thử nghiệm, ông Trump đã mắc phải những lỗi không đáng có, gây tổn hại nhiều hơn đến chiến dịch của chính ông, hơn là cản trở chiến dịch của bà Harris. Ông Darkness lập luận,
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án rộng rãi khi nghi ngờ nguồn gốc màu da của bà Harris, ứng cử viên có cha là người Jamaica và mẹ đến từ Ấn Độ. Một số biệt danh của ông đặt cho bà Harris như Laughing Kamala Harris, có nghĩa là Harris hay cười, và Clacking Copilot Kamala Harris, phó tướng khiêu khích, không thu hút được nhiều sự ủng hộ như kỳ vọng so với cái tên Sleepy Joe, Joe buồn ngủ, từng làm với ông Biden. Khi đợt tổng tuyển cử chỉ còn cách khoảng 90 ngày, vẫn chưa rõ đòn tấn công nào là hiệu quả nhất đối với bà Harris, trong khi ông Trump không còn nhiều thời gian để thử nghiệm. Tuy vậy, giám đốc Espora cũng cảnh báo bà Harris không nên chủ quan trước những thành công ban đầu, vì sự chú ý của truyền thông và cử tri luôn là một con dao hai lưỡi. Sự ủng hộ mạnh mẽ trong chặng cuối có thể là duy trì, thậm chí khuếch đại tầm ảnh hưởng của bà Harris bằng cách duy trì mức độ hiển thị cao, cẩn thận trong phát ngôn và đưa ra lời giải phù hợp cho các vấn đề quan trọng hiện nay. Bà Harris có thể tiếp tục duy trì sức nóng trong khoảng thời gian còn lại. Theo hãng tin RT, ngày 5 tháng 8, tờ Politico của Mỹ cho hay những khác biệt từ nội bộ Đảng Dân Chủ liên quan đến vấn đề Ukraine thực sự gay gắt hơn những gì được thể hiện ra bên ngoài trước công chúng. Tờ Politico viết, sự khác biệt trong Đảng Dân Chủ cũng như giữa chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden và phe thân Ukraine ở Washington mạnh hơn những gì được nói ra. Theo Politico, trước công chúng, Ukraine và các đồng minh của họ cùng với hầu hết các đảng viên của Đảng Dân Chủ có xu hướng bày tỏ lòng biết ơn quá mức đối với Tổng thống Joe Biden vì đã tạo ra một liên minh toàn cầu và cung cấp hỗ trợ kinh tế và quân sự chưa từng có cho Kiev. Đồng thời, Politico lưu ý rằng, về mặt riêng tư, những đánh giá này lại tỏ ra kém hào phóng hơn, chẳng hạn một số quan chức Ukraine lại bày tỏ sự mỉa mai. Nhà báo nổi tiếng của Mỹ Tucker Carlson cho biết, các chính trị gia của Đảng Dân Chủ thường là những người không quen làm việc và quyết định làm điều gì đó, song không có trách nhiệm. Theo ông Carlson, Đảng Dân Chủ không có kỹ năng thực tiễn và chỉ tồn tại bằng lý thuyết, mong muốn và hy vọng, nên họ chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Do đó, ông Carlson cho rằng, thật nguy hiểm khi đất nước được lãnh đạo bởi Đảng Dân Chủ. Trong khi đó, Đảng Cộng Hòa bày tỏ sự tin tưởng rằng ứng cử viên Tổng thống Donald Trump sẽ bắt đầu đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề Ukraine. Ngoài ra, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa cho chức vụ Phó Tổng thống Mỹ James Van khi nói về việc Washington chi hàng tỷ đô la Mỹ để viện trợ cho Ukraine cũng băn khoăn về mục tiêu mà Mỹ đang cố gắng đạt được.